Thưa quý vị, sau khi bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, cổ phiếu của Vietnam Airlines lại bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý về khả năng bị hủy niêm yết đối với cổ phiếu của hãng hàng không này. Hiện tại cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đang nằm trong diện kiểm soát vì vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2 năm gần nhất cũng là số âm. Theo luật chứng khoán, cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp như kết quả sản xuất, kinh doanh lỗ trong 3 năm liền, hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp, hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Do đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa lưu ý Vietnam Airlines khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục ghi lợi nhuận cổ đông công ty mẹ hoặc vốn chủ sở hữu âm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines âm hơn 5.100 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 30 tháng 6 vượt 28.900 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đã âm xấp xỉ 4.900 tỷ. Để ngắt mạch thua lỗ, Vietnam Airlines phải đồng thời giải quyết hàng loạt thách thức. Thứ nhất là mức lỗ sau nửa năm đã hơn 5.000 tỷ, tiếp đến giá nhiên liệu biến động khó lường. Ngoài ra, các thị trường quốc tế, trong đó chủ yếu là Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trước đây mang lại phần lớn nguồn thu, thì nay chưa phục hồi như kỳ vọng. Theo kế hoạch Đại hội Cổ đông thông qua, Vietnam Airlines đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ hơn 45.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm khoảng 9.300 tỷ cả năm nay. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này chưa bao gồm doanh thu, lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn của Vietnam Airlines đang triển khai tại một số doanh nghiệp thành viên.